Ông đang làm gì đấy? Tặng. Tôi bốc Khải Nguyên mà. Bọn tôi sắp tới định tổ chức cái party mà. Ở Thái Nguyên đâu ạ? Thì bọn tôi mời ông ấy ở một số artist nữa về được không nhỉ? Thì nói chung là bọn tôi nói chung là về có đủ phương tiện cơ sở vật chất mà mới cả xe đưa xe đón mà cậu. Tớ gọi cho mỗi cậu ấy, được chưa, gọi điện với cậu ấy. Thì tớ bảo là mời thêm mấy người nữa mà thế thì quý lắm. Không, bọn tớ có xe đưa xe đón hết mà cậu, xuống tận nơi đón luôn mà. Rồi. Để tớ gọi điện cho mấy admin nữa nhá. Chào bạn nhá. Thì mẹ thằng này giọng này là giọng không muốn đi rồi. Cái gì? Giọng này là giọng không muốn đi rồi. Ông thì chưa.